Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bão lũ đi qua để lại cảnh đổ nát hoang tàn và những cơn mưa như chút nước trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc gây lũ quét, sạt lở, khiến hàng trăm con người đã phải mãi mãi ra đi, hàng trăm người còn đang mất tích dưới những lớp bùn đất. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương thống kê thiệt hại đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 330 người thiệt mạng và mất tích. Có thể thấy rằng đây là đợt mưa lũ hiếm gặp ở miền Bắc. Bão lũ dị thường gây thiệt hại nghiêm trọng, mẹ thiên nhiên thực sự đã nổi giận. Vậy thủ phạm gây ra siêu bão là gì? Đó chính là nội dung được phản ánh trong video dưới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau bão Yagi, miền Bắc ngập lụt chưa từng thấy, nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt, trong khi mực nước nhiều sông lớn vượt ngưỡng lịch sử. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là đợt mưa lũ hiếm gặp ở miền Bắc. Sau bão Yagi, lượng mưa lớn đẩy mực nước nhiều sông ở Bắc Bộ như sông Hồng, Thái Bình, sông Thao, sông Lô vượt báo động 3, mức lũ nguy hiểm nhất từ 3 đến 4 mét. Đặc biệt, mực nước sông Thao tại Lào Cai và Yên Bái đã vượt giá trị lịch sử từng được ghi nhận. Các con số thuộc lưu vực sông Hồng, Thái Bình, hệ thống sông lớn nhất miền Bắc, vốn thường xuyên ngập lụt do lũ, nhưng hiếm khi xảy ra quy mô rộng lớn với nhiều mức vượt ngưỡng như hiện nay. 20 trên 25 tỉnh, thành phố phía Bắc xảy ra tình trạng ngập lụt. Dữ liệu trên các trạm quan trắc cho thấy mực nước sông lên rất nhanh và liên tục tăng cấp báo động từ ngày 7 tháng 9, khi bão Yagi đổ bộ. Trạm Lào Cai ở thượng nguồn sông Thao ghi nhận mức tăng cao nhất. Đây cũng là tỉnh thiệt hại nặng nề nhất sau bão. Theo báo cáo của các địa phương, đến 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2024, toàn tỉnh có 246 người thiệt mạng, mất tích, bị thương. Chỉ 2 ngày sau bão, lũ sông Thao vượt đỉnh lịch sử tồn tại 53 năm, sông Cầu vượt kỷ lục 65 năm. Tại Hà Nội, mực nước sông cũng ghi nhận mực nước cao nhất 20 năm. Yagi được xem là cơn bão dị thường, tạo ra lượng nước khổng lồ trút xuống vùng núi phía Bắc. Theo ông Khiêm, đợt mưa năm nay phổ biến từ 150 đến 300mm, vượt qua giai đoạn mưa lớn nhất từng ghi nhận sau bão số 6 năm 2008. Tại 83 trên 84 trạm đo, lượng mưa cao hơn 4 đến 6 lần so với trung bình nhiều năm trong 10 ngày đầu tháng 9. Ví dụ, trạm Sapa, Lào Cai ghi nhận 517mm, cao hơn 440%, Lục Yên, Yên Bái 503mm, cao hơn 461%, Định Hóa, Thái Nguyên 545mm, cao hơn 677%, Sơn Động, Bắc Giang 386mm, cao hơn 488% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Điều này cho thấy mức độ bất thường và nghiêm trọng của đợt mưa lũ này. Đây là dấu hiệu cảnh báo biến đổi khí hậu và yêu cầu biện pháp ứng phó khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại. Để ngăn lũ, hai giải pháp cơ bản là điều tiết nước trên hồ thủy điện, dọc thượng du nhằm cắt lũ và hệ thống đê điều nhằm ngăn lũ trên sông. Vùng núi Bắc Bộ có 4 hồ chứa lớn với tổng dung tích phòng lũ 8,5 tỷ mét khối, gồm hồ Sơn La, sông Đà 4 tỷ mét khối, Hòa Bình, sông Đà 3 tỷ mét khối, Thác Bà, sông Chảy 0,45 tỷ mét khối và Tuyên Quang, sông Gâm 1 tỷ mét khối. Đến nay, các hồ chứa như Tuyên Quang, Thác Bà cơ bản đã đầy. Riêng hồ Thác Bà ngày 10 tháng 9, lượng nước về hồ vượt xa lượng xả. Ngày 11 tháng 9, lưu lượng giảm, về gần tương đương mức xả. Tuy nhiên, áp lực tại hồ vẫn ở mức nguy hiểm. Ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, tin tích cực là lượng nước từ thượng nguồn về hạ lưu giảm từ ngày 11 tháng 9. Một số sông như thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái đều đã đạt đỉnh và đang hạ xuống. Hồ Hòa Bình cũng đã đóng cửa xả cuối cùng. Hồ Tuyên Quang đóng thêm một cửa xả. Tuy nhiên bất lợi là mực nước sông Thao vẫn ở mức cao, rút rất chậm. Đặc biệt, vùng hạ lưu hầu hết trạm trên sông đều đã xuất hiện báo động 3 trở lên. Về hệ thống đê điều, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão các địa phương cho biết, đến nay đã phát sinh 25 sự cố tại 9 tỉnh thành. Ngoài 10 mét đê tả sông Lô bị vỡ, các tuyến đê cấp 4-5 ở thành phố Thái Nguyên, Hạ Hòa, Phú Thọ, Hữu Bùi, Chương Mỹ, Hà Nội và đê sông Tích, Quốc Oai, Hà Nội gặp sự cố tràn. Theo báo cáo Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi
thời kỳ 2021-2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2023, hệ thống đê tại Đồng bằng Bắc Bộ hiện chưa đạt yêu cầu về mức độ chống lũ. Theo thiết kế, các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng lẽ ra phải chống được mực nước lũ 13,1m tại Hà Nội, riêng đoạn đê đặc biệt qua thành phố là 13,4m, nhưng hiện còn khoảng 80 km đê thấp hơn 0,4 đến 0,7m, vùng cửa sông có đoạn thấp đến 1m. Đê thuộc hệ thống sông Thái Bình phải đảm bảo mực nước thiết kế tại phả lại là 7,2m nhưng còn thấp hơn từ 0,3 đến 0,8m. Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc có xu hướng giảm dần từ ngày 12 tháng 9, tuy nhiên vẫn có một số điểm mưa to. Mực nước tại hầu hết trạm đo trên sông dự kiến sẽ giảm, trừ trạm Bến Đế, sông Hoàng Long, Ninh Bình tăng nhẹ. Mưa giảm nhưng lũ trên các sông sẽ xuống chậm do lượng nước tích tụ lớn từ đợt mưa trước dẫn đến nguy cơ ngập lụt kéo dài ở vùng hạ lưu, đặc biệt khu vực trũng thấp và đô thị. Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện hạ du Đồng bằng Bắc Bộ, một số tỉnh có nguy cơ lũ kéo dài 1-2 ngày tới như Thái Nguyên. Ở Bắc Giang, hầu hết xã dọc sông Thương, sông Cầu vẫn ngập kéo dài. Hiện mức nước hai sông này có xu hướng tăng nguy hiểm trong 1-2 ngày tới. Đặc biệt, lũ năm nay ở Bắc Giang giống các năm 2008-1986, gây ra đợt ngập úng dài và nhiều thiệt hại. Tại Hà Nội, mực nước các sông chính phụ thuộc vào diễn biến mưa và xả của hồ thủy điện ở phía trên trong thời gian tới. Các sông ở tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ duy trì trên mức báo động 3, có thể tràn vào một số khu vực nội đô. Hầu hết các quận như Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình bị ngập úng ở ven đê. Các huyện ngoại thành tiếp tục chịu ảnh hưởng do nước sông tăng, gây ngập úng cục bộ kéo dài, đặc biệt là ở Chương Mỹ. Nguy cơ lớn nhất hiện nay ở các tỉnh phía Bắc là sạt lở. Lượng mưa trên vùng núi hiện giảm rất nhiều so với trước, nhưng những ngày qua khắp miền núi, đặc biệt là Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, mưa rất lớn và kéo dài. Đất gần như đã bão hòa với nước, nguy cơ xảy ra sạt lở là rất cao, kể cả không mưa. Trong khi lũ quét và sạt lở đất là diện thiên tai cực kỳ khó dự báo, việc cảnh báo chỉ trước 3-6 tiếng. Đây là mối nguy hiểm lớn với các khu vực có địa hình dốc và thảm thực vật yếu như vùng núi phía Bắc. Dự báo mưa sẽ mở rộng xuống Thanh Hóa, Nghệ An nên nguy cơ lũ quét, sạt lở cũng sẽ xảy ra ở khu vực này những ngày tới. Hầu khắp các cõi mạng đang có nhiều bài viết chứng minh việc mẹ thiên nhiên đang nổi giận khi các cơn bão ngày càng dữ dội hơn. Vậy thủ phạm tạo ra siêu bão là gì? Nguyên nhân do đâu? Theo các chuyên gia. Hiệu ứng nhà kính mà điển hình là hiện tượng nước biển ấm lên đang là nguyên nhân trực tiếp khiến biến đổi khí hậu sinh ra nhiều hơn những cơn siêu bão như bão số 3, bão Yagi vừa qua. Các cơn bão ngày càng dữ dội hơn, gây ra thiệt hại nặng nề. Năm 2013, cơn bão Haiyan với sức gió siêu cường 370 km/h đổ bộ vào Philippines đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, 12.500 người bị thương và gần 3 triệu người không còn nơi trú ẩn. Theo ước tính, thiệt hại do cơn bão này lên đến 14,5 tỷ đô la Mỹ. Cuối tháng 7 năm 2024, cơn bão Yami đổ bộ vào Philippines, Đài Loan, Trung Quốc và tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, gây ra lũ lụt và lở đất, phá hủy nhiều công trình xây dựng, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Gió mạnh tới 233 km/h đã đánh chìm hai con tàu lớn, gây lũ lụt, khiến nước ngập sâu ở Manila, Philippines. Cả ba trung tâm dự báo thời tiết lớn trên thế giới, Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ NHC, Trung tâm Khí tượng Nhật Bản JMA và Trung tâm Khí tượng Trung Quốc CMA đều thống nhất rằng cơn bão số 3, bão Yagi vào tháng 9 năm 2024 sẽ có cường độ rất mạnh khi tiến vào Biển Đông và khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng khi đổ bộ vào Việt Nam. Bão Yagi ban đầu hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi ở Philippines, sau đó đạt đỉnh với sức gió duy trì tối đa khoảng 240 km/h, tương đương bão cấp 4, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng ở Philippines do lũ lụt và lở đất. Bão Yagi mang theo gió mạnh và mưa lớn tại Trung Quốc sau khi đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông vào ngày 6 tháng 9, đã làm 3 người thiệt mạng và 95 người bị thương, gây mất điện trên diện rộng và khiến hàng loạt cây cối bật gốc, nhà cửa hư hại nghiêm trọng. Chính quyền các địa phương đã sơ tán hơn 400.000 người để tránh bão. Tại Việt Nam, siêu bão Yagi, bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, 26 tỉnh, thành phố. Do thời gian lưu bão dài,
và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm nhiều nhà ở bị hư hỏng, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Nhiều tỉnh đã chịu thiệt hại rất lớn về người như Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Phú Thọ. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương đã thống kê bước đầu một số thiệt hại tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2024 đã có 296 người chết và mất tích, trong đó có 155 người chết, 141 người mất tích. Có thể nói, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính. Trước khi vào Biển Đông, Yagi chỉ là một cơn bão nhiệt đới với sức gió tối đa là 90 km/h, nhưng đã nhanh chóng mạnh lên với gió giật trên cấp 16 nhờ điều kiện vô cùng thuận lợi là mặt biển ấm lên. Trong quá trình phân tích đường đi của bão, các nhà khoa học phát hiện nhiệt độ nước biển quanh Philippines trung bình trên 31 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ nước biển từ 29 độ C trở lên có thể cung cấp đủ năng lượng để cơn bão đạt đến sức mạnh tối đa. Trước đó, hồi tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng cảnh báo nhiệt độ nước biển ở khu vực Thái Bình Dương đang tăng với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với mức trung bình toàn cầu. Biến đổi khí hậu đang làm các cơn bão mang nhiều hơi nước hơn, nhiều gió hơn và dữ dội hơn. Ngoài ra, cũng có bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu khiến bão di chuyển chậm hơn. Theo đó, bão có thể trút nhiều nước hơn vào một chỗ. Phân tích của các nhà nghiên cứu từ Tổ chức Đánh giá về Thời tiết trên Thế giới WWFA cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu và việc đốt nhiên liệu hóa thạch khiến tốc độ của các cơn bão như Giami hay Yagi nhanh hơn và lượng mưa cao hơn thông thường. Không chỉ gây ra những cơn bão mạnh hơn, hiệu ứng nhà kính còn làm tăng mực nước biển dâng, gia tăng nguy cơ ngập lụt ở các vùng ven biển. Khi các cơn bão kết hợp với hiện tượng nước biển dâng, hậu quả sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của các cơn siêu bão, chúng ta cần có những giải pháp toàn diện. Trước hết, việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các công nghệ năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện là vô cùng cấp thiết. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết và thiên tai, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời đầu tư các công trình hạ tầng chống chịu thiên tai, trồng rừng và bảo vệ hệ sinh thái cũng là những giải pháp quan trọng. Cuối cùng, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và khuyến khích mọi người thay đổi hành vi tiêu dùng là điều cần thiết để đạt được mục tiêu chung. Theo nghiên cứu, những thay đổi về quỹ đạo của xoáy thuận nhiệt đới ở Đông Nam Á trong điều kiện khí hậu ấm lên, đăng tải trên tạp chí nghiên cứu Climate and Atmospheric Sciences vào tháng 7 năm 2024, các nhà khoa học đã chỉ rõ biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc gia Đông Nam Á. Đáng chú ý là các mối nguy hiểm ven biển trong điều kiện khí hậu ấm lên hoặc đặc biệt đáng lo ngại ở khu vực này. Cụ thể, khí hậu ấm lên sẽ giúp các xoáy thuận nhiệt đới, tiền thân của một cơn bão sẽ mạnh hơn. Nghiên cứu nhấn mạnh những cơn bão trong tương lai sẽ có thể có nhiều thay đổi như việc chúng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh hơn và di chuyển chậm hơn khi đổ bộ vào đất liền. Rõ ràng, hiệu ứng nhà kính đang trở thành một trong những thủ phạm chính tạo ra siêu bão mạnh mẽ và sự gia tăng tần suất cũng như cường độ của các cơn bão này làm minh chứng rõ ràng cho tác động của biến đổi khí hậu. Để đối phó với thách thức này, cần có sự chung tay của cộng đồng quốc tế trong việc giảm thiểu phát thải nhà kính và chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống thiên tai. Việc hành động ngay hôm nay không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.